nha mọi người. Để bạn đừng quên like, share, subscribe hay đồng lực chi nhiên bên đây mới nhé. Không giờ let's go. Bây giờ bắt đầu đi chơi mọi người. Mới vô chơi các con bị chăm chung nha mọi người. Ui ơi, giờ mình chơi bắt đầu đây. Rồi, bây giờ vô nha mọi người. Biết rồi. Đây là người của mình nha mọi người. Mà bên cạnh mình là cái con gì mình không hiểu. Hey.
cái gì? Dạ này. Thôi kệ, đi luôn. Nào, mình qua đây. Cái chú này nè mọi người. Đây, đây, đây. Không cho mình cái gì. Thôi kệ, bây giờ mình đang xem cho mình cái gì ăn rồi. Ghê quá nè. Chưa kịp nhận, chưa được nhận nha mọi người. Kêu lấy cái gì? Không có lấy được cái gì mọi người. Rồi mình xem coi mình nhận được cái gì, mình không có nhận được cái gì đâu mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ xem. Rồi mình đến. Wow, mấy con dễ thương ghê, nhưng mà mình có ít. Dạ, tại vì lại con nè, Pikachu có một người thôi. Đâu mình xem coi con nào dễ thương nhất nè. Dạ mai mốt mình có thẻ thì mình mua cũng được đó, dễ thương á. Con này xinh đôi. Đây, đây. Rồi mình quyết định mình sẽ mua con Hadimaron cho mọi người, nó cu tay quá. Mình mong là con này nó thật.
cô này cũng không thích, anh này cũng không thích, không ai thích chiến đấu với mình luôn mọi người. Đây. Ô, bạn đồng hành của cô kia ngầu dữ nè. Đó, chín đây, cái này đẹp nè. Không có luôn, rồi đi về. Anh chơi có một Pokemon hiệp điện. Hello Mia Sư. Rồi. Bao. Rồi bây giờ sẽ chơi đến này mấy rồi. Lại. Yep. Rồi hello Mr. P. Một cái chết luôn. Để con cá này mon. Ôi ôi yếu quá nè. Trong này yếu quá mọi người ơi. Mà sao mặt yếu quá vậy? Rồi đó. Đúng rồi em ơi. Rồi quá trời. Ủa tự nhiên con này bự như vậy. Wow. Con này nó có áo giáp rồi mọi người. Con này nó mới chân nè. Hay quá.
này đi đâu đây? Mình quên cho con kiến nó cho ngoài rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Nè, đây rồi. Đấy. Đấy. Này, giao tiếp mọi người. Tiếp tục. Wow. Không biết có con nào không ta? Lại là hai con này. Nập.
đi cây chu không vậy? Mình không có chắc đâu, tại vì anh này của mình cũng nghĩ là nó cũng yếu.
Mình thắng thêm lần kia nè.